Xin chào, mình là Lam Phượng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin tài chính ngày 21 tháng 6 của trang Doanh Nhân Tài Chính. Không để các bạn phải mất nhiều thời gian nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nóng hổi và nổi bật đáng chú ý có trong ngày hôm nay nhé. Theo chỉ thị số 10 mới được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, việc tập trung quá 3 người nơi công cộng có thể bị phạt tối đa 20 triệu đồng mỗi người. Theo thông tin cập nhật mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh hiện ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm bệnh cộng đồng với nhiều chuỗi lây nhiễm. Đặc biệt, số ca nhiễm trong ngày lên gần 3 con số và có những ca bệnh chưa rõ nguồn lây, dự báo sẽ xuất hiện nhiều ca nghiêm trọng trong cộng đồng. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 19 tháng 6 đã ký ban hành chỉ thị 10 về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Chỉ thị 10 nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Dựa trên chỉ thị 10, Thành phố Hồ Chí Minh dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng các hoạt động chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Thành phố yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, toàn thể người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch. Tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy nội địa, hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các mức phạt cụ thể như sau: vi phạm không đeo khẩu trang bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng; tập trung 3 người trở lên nơi công cộng phạt riêng từng người bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng; không tạm ngừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, vẫn mở bán hàng ở chợ tạm bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng; không báo cáo với Ủy ban Nhân dân hoặc Y tế phường về các ca mắc COVID-19 trên địa bàn bị phạt tối đa 3 triệu đồng; che giấu tình trạng mắc COVID của mình hoặc là người khác bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng; không chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước và khi ra vào vùng dịch bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng; không chấp hành việc kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng dịch bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Chiều ngày 20 tháng 6, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện một đường link giả mạo. Các tài khoản Facebook lập tức bay màu nếu như click phải đường link lạ trên. Cụ thể là trên Facebook xuất hiện đường link lạ được cho là của nhãn hàng Adidas. Theo đó, người dùng sau khi click vào website trên, cung cấp các thông tin cá nhân liên kết với Facebook sẽ nhận được phần quà là sản phẩm giày đến từ nhãn hàng này. Nhiều người đã tin rằng đây là một chiến dịch mới của hãng thời trang thể thao, đình đám để kỷ niệm 100 năm thành lập, nên đã không lưỡng lự click vào đường link trên. Giao diện web được thiết kế tương tự như website chính thống của Adidas. Tuy nhiên, sau khi thử các bước đăng nhập vào tài khoản Facebook, sẽ lập tức bị hacker xâm nhập. Người dùng mất quyền kiểm soát trang cá nhân của mình. Các tài khoản bị hacker xâm nhập sẽ tiếp tục gửi link spam đến các bạn bè của chủ nhân Facebook đó và đăng tiếp tục những đường link trên newsfeed để thu hút sự chú ý của những người tò mò và muốn nhận phần quà giá trị đến từ nhãn hàng thể thao hàng đầu kia. Rất nhiều fanpage của hội group lớn nhỏ ở trên Facebook đang đồng loạt lên tiếng về vấn đề này. Nhiều chiêu trò không mới, nhưng với danh nghĩa của một nhãn hàng lớn, nhiều người dùng Facebook đã chủ quan đánh mất tài khoản Facebook và thông tin cá nhân của mình. Cách đây không lâu, nhãn hàng Coca-Cola cũng đã gặp phải tình trạng tương tự khi hacker giả danh nhãn hàng để lừa đảo người dùng. Hiện đường link giả mạo này vẫn đang lan truyền cực rộng trên nền tảng Facebook tại Việt Nam. Người dùng Facebook cần cảnh giác với những đường link lạ này và không nên liên kết các tài khoản cá nhân và tuyệt đối không cung cấp những thông tin trên website có dấu hiệu đáng ngờ. Bị dân mạng bóc mẽ khi sử dụng tiền từ thiện không đúng mục đích. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng để làm rõ sự việc dùng tiền cứu trợ miền Trung đi sửa chùa ở Nghệ An. Ngay khi vướng. Đó là tất cả những thông tin mà bản tin tài chính muốn chia sẻ đến các bạn ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6. Nếu như bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên like và đăng ký kênh Doanh Nhân Tài Chính để kịp thời cập nhật tình hình thông tin hot trong và ngoài nước nhé. Còn bây giờ, Lâm Phượng xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.